Bắt đầu từ ngày 20 tháng 7, Nghị định số 62 về vị trí việc làm và biên chế công chức được Chính phủ ban hành ngày 1 tháng 6 sẽ chính thức có hiệu lực, trong đó có nhiều thay đổi đáng chú ý. Việc điều chỉnh vị trí việc làm sẽ được thực hiện khi cơ quan tổ chức có sự thay đổi một trong các căn cứ xác định vị trí việc làm hoặc được tổ chức lại theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Vị trí việc làm được phân loại theo khối lượng công việc, theo tính chất nội dung công việc. Về biên chế công chức sẽ được xác định dựa vào vị trí việc làm và khối lượng công việc. Thực tế, việc sử dụng biên chế công chức được giao, mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin. Cũng theo nghị định này, chậm nhất là vào ngày 15 tháng 6 hàng năm, các bộ ngành địa phương phải gửi hồ sơ kế hoạch biên chế công chức về Bộ Nội vụ để thẩm định.